À, tất nhiên rồi, chúng tôi sản xuất cà phê, cụ thể là cà phê bột và cà phê rang nguyên hạt. Chúng tôi là nhà sản xuất cà phê lớn thứ hai Ba Lan. Chúng tôi sử dụng SAP để quản lý nguồn lực doanh nghiệp, nhưng hệ ERP này không cho phép tối ưu hệ silo của chúng tôi. Bởi vậy, chúng tôi bị giảm năng suất. Trước khi sử dụng Asprova, vấn đề lớn nhất mà chúng tôi phải đối mặt là quản lý ngãn mạch và tối ưu hóa sử dụng silo. Đó là một hoạt động liên tục để đạt được một kế hoạch hoàn thiện. Về mặt tính năng, tôi chưa thấy có phần mềm nào linh hoạt được như Asprova về quản lý nguồn lực và chống nghẽn mạch cả. Chúng tôi đã làm việc với SAP và Asprova đã được tích hợp vào đó mà không gây ra vướng mắc gì về trao đổi dữ liệu cả. Bây giờ chúng tôi đã có thể làm được việc trên cùng một nền tảng, dữ liệu được chia sẻ, xử lý một cách tức thời và chính xác cũng như hiệu quả. Asprova là giải pháp cực kỳ linh hoạt giúp cho việc lựa chọn được dễ dàng. Tôi biết có vài giải pháp lập kế hoạch cho những hệ thống nhỏ hơn, nhưng phải thừa nhận rằng Asprova là giải pháp tốt nhất trong nhóm này. Giá trị OEE, hiệu suất thiết bị tổng thể của chúng tôi trước kia là dưới 50%. Giờ đây, sau khi sử dụng Asprova, OEE hiện giờ là trên 86%. Nếu nhìn lại, hiển nhiên đó thật là một ý tưởng tuyệt vời khi bắt đầu sử dụng Asprova.